Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Cái điều chỉnh của cái phương pháp thập nhị ly tâm là mục đích cũng là bơm máu lên đó. Chút xíu chúng tôi hướng dẫn mọi người làm cái bài tập đó và mọi người sẽ thấy dễ chịu liền. Do đó là nếu như mà chúng ta biết, chúng ta học, chúng ta sử dụng cái cách đó thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Bởi vì thực ra là khi mà mình bị một cái rối loạn thì mình đã biết rồi đó, thì trước sau gì nó cũng sẽ trở lại với mình, không bao giờ nó từ bỏ mình. Và nếu như mà mình biết rồi đó thì cái chuyện đó sẽ không còn là một vấn đề lớn nữa. Chứ không thể mỗi lần nửa đêm mình bị những cái tai mình bị chuyện. Thì mọi người nhìn thấy này, ở bên ngoài này gọi là tai ngoài ha. Rồi ở đây là tai giữa và ở đây là tai trong. Và mình nhìn á, cái cấu tạo của tai thì mình sẽ thấy ở đây là có cái gì, chút xíu chúng ta sẽ xem nhìn thấy rõ cái này. Và cái mà sự mà làm cân bằng cho chúng ta là nằm ở cái điểm này của gì à, thì chút xíu ta sẽ xem lại cho kỹ. Đây, cái thần kinh trên mình nó nằm ở đây nè, được. Và chính ở trong cái trong tay trong mình thì nó có một cái hệ thống gọi là hệ thống equilibrium, tức là giúp cân bằng cái cơ thể mình. Và khi cái hệ thống này bị trục trặc thì là cái gì, là cái điều đầu tiên mình đi giống như khổng lồ này, mình đi là không có cân bằng, tức gọi là basculate, không có cân bằng được. Và cái nguyên nhân của cái này là do đâu thì mọi người sẽ thấy là cái dấu hiệu hồi nãy mọi người thấy là tất cả gần như có những hiện tượng giống nhau, chóng mặt nè, buồn nôn nè, và cái cụ thể nhất là gì, đó là mất ngủ. Và thậm chí là đau đến độ có dấu hiệu di tâm thần. Và cái rối loạn tiền đình này đó thì nó xuất hiện ở cái tuổi trung niên à. Và cái mà nguy hiểm kèm theo là thiếu máu não hoặc là tăng huyết áp, như nãy cái bác gì bên đó bị huyết áp tăng cao lên đó. Cho nên đó là phải chú ý nha, thuốc đó, đừng có bao giờ bỏ thuốc huyết áp đó. À, là phải luôn luôn phải uống thuốc và giữ ở mức độ đó. Mọi người đừng có tưởng là mình dùng những cái loại thuốc mà làm cho huyết áp hạ rồi ấy. Thí dụ như ta nói ở trên mạng tôi thấy rất là nhiều bài thuốc mà chữa huyết áp bằng cây cỏ rồi đó, thì mọi người coi dùng rất là thận trọng. Tại vì cái thuốc mà bác sĩ cho mình ấy, có những cái tác dụng ấy, gần giống như những cái thuốc đó. Thí dụ như cái họ mà ba gạt ấy, thì nó cũng làm cho huyết áp thấp. Nhưng mà nếu như ấy, mình đã dùng cái thuốc tây rồi, mình lại dùng cái thuốc đó nữa mà nó hạ đột ngột á, là nó làm cho sụp nền não và nó vẫn có một cái hiện tượng tai biến giống như là cái trường hợp của những người cao huyết áp. Có một lần ở bệnh viện ấy, là tôi đã thấy một cái trường hợp á, là một cái bệnh nhân á, họ dùng cái lá kiến cò đó, à, lá kiến cò đó thì thường thường họ nói là nam thất nữ thủ gì đó uống, nhưng mà là bệnh kia bên ấy, ôi trời ơi uống gì đâu mà có chín lá là huyết áp ổn vậy, nếu mà mình uống luôn nắm chắc nó hết luôn, và dớt luôn nắm cho nó sụp luôn một cái đi cấp cứu luôn. Thành ra cái liều lượng ấy là cái cực kỳ là quan trọng. Thành ra là khi huyết áp, tôi vẫn khuyên mọi người đến bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, nhớ nha, chứ đừng có đi vô bác sĩ nhiên. Thấy bác sĩ mà để tim mạch thì đến bác sĩ đó, ta cho thuốc, người ta biết cách, người ta điều trị. Và cái rối loạn tiền đình ngoại biên ấy, thì mọi người thấy ấy, đây nè, cái mà tôi nói là buồn nôn rồi đi đứng rồi nhà cửa kêu quẹo á, nằm giống như chị này nãy chỉ nằm cái là cái nhà nó nghiêng hết vậy đó, nó làm như là xoay tròn. Hoặc là cái tư thế mọi người thấy mà hãy nằm bên nào mà bị thì cái lỗ tai nó bị, có nhiều người bị luôn hai lỗ tai, có người bị có một cái lỗ tai đó. Và một cái rối loạn tiền đình của trung ương thì mọi người nhớ nè, hồi nãy đây có mấy người nói là bị gai cái cột sống cổ,
con người bị đau vùng sống cổ, thực ra là nó bị gì, nó bị tắc ở động mạch cảnh và nó tắc tế động mạch ở cổ mình, và nó làm cho chúng ta thiếu máu não. Và tất cả những cái bệnh tật thực ra mà nói là do máu không đến nơi đầy đủ. Cho nên tại sao ta cho uống cái thuốc gì dưỡng não vậy đó, hoạt huyết dưỡng não là mục đích là gì? Nó chỉ là hoạt huyết thôi. Do đó là máu huyết mà lưu thông, bởi vì máu huyết lưu thông thì hồng cầu đi tới, mà hồng cầu đi tới thì oxy đi theo tới, và nó nuôi dưỡng cái vùng đó, do đó thì ra mình nó bị bệnh. Còn hết tắt cái chỗ đó, bị chặn chỗ đó lên kém hơn thì cái triệu chứng nó xuất hiện. Cũng như là nãy có trường hợp của chị bị bóng đè này, bóng đè thực sự là cái bóng đè là nó kết hợp nhiều yếu tố, trong đó cái thứ nhất là thiếu máu não là đương nhiên rồi, mà cái thứ hai cái gì đó là nhiệt độ cái thân nhiệt cơ thể đó nó hơi thấp, và chính cái thân nhiệt thấp đó, nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác là bị bóng đè, và mình muốn dậy, mình tỉnh, mình muốn la, muốn hét, muốn dậy chùa, nhưng mà không cho phép mình dậy được, và rất là khó khăn. Và cái hiện tượng nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và ngay những cái người mà ngồi ở đây mà bị cái triệu chứng đó đều có dấu hiệu gần giống như vậy. Và mọi người nhìn đây nè, và thành ra là cái lỗ tai mình là cực kỳ quan trọng, và cái hệ thống thần kinh tiền đình nó nằm ở đây, nằm trên đây. Do vậy là khi mà mình bị vấn đề mà thở tai, viêm tai, rồi như giống trường hợp chị này bị viêm tai vậy, rồi những cái chấn thương đó nó làm tổn thương và nó ảnh hưởng tới cái hệ thống thần kinh đó. Và bao giờ cũng như hồi nãy nói, tức là thiếu máu không lên được, do đó là cái máu đó nó bị yếu, là do gì? Là do cái sơ giữa động mạch của cái động mạch cảnh này. Thành ra mình sẽ sờ cái tay, sờ đặt cái tay vô ở đây này, cái này là cái hàm mình nha, còn cái này là cơ cái ha, rồi cái đập cái hổng này ha, còn này là cực ức đồng trục. Chúng ta sờ đây này, chúng ta ấn vô, chúng ta thấy có cái nhịp đập của cái động mạch cảnh. Nếu mà ta thấy nó đập yếu là ta biết là có vấn đề này. Và ta sờ luôn cái tay bên đối diện ấy, thì chúng ta sẽ so sánh, và nếu như bên nào yếu hơn thì bên đó là khi mình nằm ấy, nó bị choáng váng và nó thấy suy nghĩ nhiều hơn. Đấy, cái sờ thì yếu hơn nè, và nó bị cái sơ vữa nó làm cho cái đó nè. Cho đó là cái khu vực bên tay là cực kỳ quan trọng, là chỗ này. Mọi người lấy cái tay ấy, mình ấn vô, ấn vô thử đi, ấn vô, ấn vô, ấn vô, ấn quanh cái lỗ tai mình. Khi nào mà mình ấn quanh cái lỗ tai mình á, mà mình thấy nó đau, mà mình xoa bóp, mình thấy dễ chịu á, thì ok. Nhưng mà nếu như mình ấn vào mà đau, mà xoa bóp không dễ chịu á, thì giống như chị này á, là đau đến chịu nổi, nó làm cho bị nặng thêm, thì cái đó là nó còn cái ổ viêm đó là. Thành ra là mình ấn như này, thì ấn cái nào thì mình biết chỗ nào ra, thì cái chỗ mà viêm ở trong tay này nó nằm tương ứng ở cái khu vực đó. Do đó là hồi nãy tôi chưa nói rõ, cho nên mình lấy cái đá mình làm lạnh á, mình chờ đúng ngay chỗ đau đó, và khi mình chờ đúng cái đó thì lập tức hết chỗ ấn vàng liền, hết chỗ ấn vàng liền, vì ấn thì chỉ biết điểm đau liền. Còn đã thì chúng là chúng ta sẽ lấy tác động lên cái động mạch cảnh, mặt mình cảnh nó là nằm giữa để cơ động trực và xuyên hàm, và khi chúng ta sờ vào là thấy cái động mạch, và khi mà ta ấn vô cái tay mà ta thấy dễ chịu và ta xoa nó ta thấy dễ chịu, thì lúc đó chúng ta vỗ được các thứ đó được. Nhưng mà trường hợp như chị này thì là chống chỉ định, chỉ mà soi xong rồi mổ cái gì là đi cấp cứu luôn. Nên, do đó là trường hợp mà tiền sử có bị viêm tai giữa, viêm tai trong là chúng ta không được quyền làm kích thích mạnh trong đó, mà chúng ta chỉ làm gì là chờ đá lạnh thôi.
mà muốn lo cho mình là mình phải học, mình phải tự làm. Còn nếu như mà mọi người mà muốn có một người hỗ trợ đắc lực cho mình thì mình phải cho đi đặng. Cho cái này ta nói là sao bao nhiêu năm từ mua rồi xin bao thì bây giờ mình cho người ta trước, cho bằng cách nào mình lợi người bạn thân, lợi người trong mình giúp cho ta, rồi cái mình dụ người ta, mình chỉ người ta, người ta làm cho mình làm cho người ta. Người ta cái môn này mới gọi là thập chỉ liên tâm là vậy. Ok, rồi bây giờ là tôi bóp lại rồi, mình bóp lại đấy các bạn. Đến đây thì dễ có thể mình bóp này cũng là gần bên cũng như là đầu hút của huyết mạch, để cái huyết mạch gần cơ thì mình đang khởi động đó. Là cái cơ của mình chuyển dần các ngón đi ạ. Sau khi mình làm sang ngón này chuyển sang ngón khác 10-15 cái hết rồi ạ. Vì bệnh viện sản não chúng ta đã nhận tín hiệu rồi, do đó mà chúng ta không cần phải làm bài quá. Ai cũng làm được. Học viên lớn nhất của chúng tôi là 88 tuổi. Mọi người thấy dễ chưa ạ? Và chúng ta khởi đầu rất dễ, và lát nữa chúng ta bắt đầu cũng lại rất dễ nữa. Từ kết thúc rất là dễ luôn. Khi nào cũng một mình thì mình làm như vậy. Còn nếu vòng với nhau, rồi mình cầm tay nhau nhẹ nhàng như thế này, và cầm như thế này mọi người, cầm này, mình cầm nhẹ nhàng như thế thôi, và mình đẩy nhẹ nhàng như thế này, được chưa? Đúng rồi. Mình và khi mình đẩy như thế này thì mình sẽ giúp đẩy hông bế tắc ở những cái bế tắc trung tâm hóa ở hai bên. Còn cái ngón mà dài nhất hoặc là ngón là chính là ngón giữa đó, thì chúng ta bắt đầu làm gì? Động tác gọi là khều. Vậy thì nhớ nha, đây chỗ gì cũng chỗ nha. Rồi, sau ấm lên nha. Rồi ta lấy hai cái tay ta đặt như vậy. Đây thì cái đó được rồi đó. Rồi, ta để nhẹ nhàng lên. Thì cái cách này là để máu nó lên vui trên đầu. Và chúng ta để như vậy, như thế khoảng 20 lần. Được chưa? Đẩy lên ha. Ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ để hai cái ngón tay ta vào cái động mạch cảnh này. Cái quan trọng là mọi người sờ thấy cái nhịp đập của cái động mạch đó nha. Sờ thấy chưa? Rồi khi thấy xong ta đẩy nè. Ta kéo ngón cái đẩy nhẹ nhàng lên. Và đẩy 20 lần. Thấy cái đầu hơi chóng nhé. Ok. Đó, và chúng ta về cái vành tay này. Về lên. Về và nghe nóng cái tay lên. Rồi chưa? Rồi, đút cái tay vô ngay chỗ cái bình tay trong này nè. Mình về bình tay trong. Rồi, nghe nóng tay hết chưa? Nóng hết rồi ha. Rồi, ta lấy 10 cái đầu ngón tay ta vào vô. Mục đích là gì? Để cho máu nó vô đầy ở trong cái đầu tay, trong cái phần mà của ngón tay ha. Rồi, cào lên. Sao? Nghe đầu. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ nắm thấy chưa? Rồi, ta để cái đầu cái ngón cái này, mọi người thấy tôi chống đây không? Cái ta bẻ ra cái này. Bẻ ra cái đó, mà cái này phải cấn vô trong cái xương đây nha, ta đẩy ta nại giống như cái xe men, được chưa? Nghe nóng tay ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái ngón trỏ đút vô đây nha. Và kéo ra cái đút vô, kéo đây đút vô đây này. Rồi nắm kéo ra về phía trước cái, được chưa? Rồi dùng hai ngón cái đút vô đây ha. Rồi một cái này nắm vào tay. Rồi bẻ ra, kéo ra ngoài. Rồi sao? Nhé một cái, ua. Nghe dễ chịu không? Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà.
Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.